của cô hàng xóm nha cả nhà. Bên này là rau mồng tơi. Giờ mình vào mình ăn thịt luộc nha. Đây là nhà mới của Thái thì mọi người cũng đã biết rồi. Là chiếc xe 7 màu. mà mình nêm nếm khi mà càng quậy á là cái mùi nó thơm, mà thơm nồng lắm cả nhà, đã lắm. Nồng nàn. Tuyệt vời đó. Nhưng mà Thái muốn chua thêm một xíu nữa cho nó ngon. Bỏ xoài vô là cảm giác khó tả. Hai, xin chào cả nhà đã đến với kênh Thái Nhà Biển nha. Hôm nay em Thái đang ở Bụi Chuối. Cả nhà biết em Thái đi đâu không? Sau video vừa đăng tải lên món xá sùng, dắt được nhiều với cô chú với anh chị yêu thương Thái và lượt view tăng lên luôn cả nhà. Thái cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và đây là một món ăn liên quan tới lá chuối. Mọi người thử đoán xem nha. Giờ thì Thái sẽ hái một tàu lá chuối. Mình sẽ hái tàu lá non cho nó đẹp. Ui, tên 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 đẹp chưa cả nhà ơi. Cả nhà biết không, có những món ăn mà Thái đã quay lên trên kênh Thái Nhà Biển thì lúc nào có món gọi là mắm cái. Hôm nay Thái sẽ quay và review mắm cái và một số món ăn đặc sản của miền Trung. Đây, cả nhà cùng về nhà mình thưởng thức thôi nha. Đây, một lần mà ăn thịt luộc là phải tốn một cái tàu lá chuối như thế này. Thế đây. Ô, cây này là cây đu đủ này. Cây đu đủ cái hay đu đủ đực nhờ? Nếu như đu đủ đực á, cái bông đu đu đực mình ngâm với lại mật ong á, tốt lắm. Thái ngâm một hũ đầy luôn. Hôm nay chuyển qua khu nhà mới á, được ở đây cây cối quá trời luôn, quá là nhiều luôn, có cây ăn trái nữa cả nhà. Let's go. Chi về, chi về, chi về. Đây là cây vú sữa. Đây cả nhà. Đây là cây vú sữa. Đây nè, cây vú sữa mọc tàu lá chuối. Đây là cây vú sữa mà vẫn chưa thấy trái cả nhà. Đây là công viên điện ảnh ngày xưa. Ô. Cây đây cây gì mà có hoa đẹp ha. Hoa đẹp lắm. Hoa như hoa sen á mà chưa nở hết. Giờ mình đi vô nhà mình. Đây là dâu lan. Dâu lan, dâu muống của cô hàng xóm nha cả nhà. Bên này là rau mồng tơi. Giờ mình vào mình ăn thịt luộc nha. Đây là nhà mới của Thái thì mọi người cũng đã biết rồi. Là chiếc xe 7 màu. Ở nhà ơi, mua nước mắm nhỉ, ủng hộ Thái Nha Biển nha. Ở đây là một trong những là góp phần những món ăn ngon hàng ngày. Cơm ngon thì không thể nào thiếu nước mắm ngon được. Thái vô được 4 thùng. Ngon lắm. Ở bên này thì tủ đông. Tủ đông thì ở Sài Gòn đó có chả mực. Chả mực này rất là ngon. Chả mực của Mực Nang Việt Nam 100%. Đây là chả cá 240 ngàn một ký, chả cá ngon lắm, chả mực thì 580 nha. Và nhiều loại cá khác đây đây. Cá chỉ vàng. Đây cá chỉ vàng. Rồi cá cơm khô một bịch như vậy là 130 nghìn. Và hôm nay Thái sẽ nấu món chả ram tôm đất. Đây cả nhà. Thái sẽ chiên lên. Chả ram này mình có thể chiên bằng dầu hoặc là mình chiên bằng nồi chiên không dầu rất là ngon. Một vỉ như vậy là nửa ký, tầm khoảng 22 đến 30 cuốn, trung bình là 25 cuốn trên một vỉ cả nhà. Đây là đặc sản của miền Trung, của tỉnh Bình Định. Chả này thì Thái bỏ sỉ cũng lâu lắm rồi, từ thời điểm dịch Covid, và được quý cô chú á tới nhà mua nước mắm. Đây là các cô chú á, làm bằng thủ công, nhà cũng không có máy hút, cho nên là vào này thì tí nữa Thái sẽ dặn mấy đứa nhỏ hút chân không lại cho quý cô chú với anh chị thay bao bì lại. Đây đây, vị này là Thái đem ra Thái chiên luôn. Đây vị nửa ký ngon lắm, mà con tôm rất là to nha. Đây cực to luôn, tay em hơi xấu, tay vất vả từ nhỏ.
Đây, rất là ngon nha. Một vỉ như vậy là Thái bán là với giá 1 kg nha cả nhà, 1 kg là 270.000 một kg. Này. 270.000 một kg chả, chả ram là 2 vỉ. Đây là một vỉ nửa ký. Đó. Ở trong là có thịt và có thịt ba rọi và có tôm. Xin chào cả nhà đã đến với mukbang của Thái Nhà Biển. Mới làm xong là mồ hôi chảy ướt áo luôn cả nhà ơi. Hôm nay thì Thái có mua một ít ba rọi. Chị ơi đừng có tiết kiệm dầu, cứ sử dụng dầu mới hết để nó an toàn sức khỏe cho bản thân mình cũng như là mọi người nữa. Thì hôm nay Thái sẽ mukbang thịt luộc chả ram tôm đất với mẫu mã chai mới của mắm nêm Thái Nhà Biển. Đây là mẫu mã cái chai giống như chai nước mắm nhị của Thái Nhà Biển cả nhà, và được niêm phong, được bao bì đó hết này nọ. Khi mà cả nhà nhận là sẽ không có bị đổ hay là bị tràn gì hết đây cả nhà, không bị đổ, không bị tràn, cũng là không bị nổ nữa, cho nên là cả nhà yên tâm về sản phẩm của Thái Nhà Biển nha. Chai này chỉ có 45.000 đồng một chai thôi, mua 6 chai vẫn được miễn phí ship nha cả nhà. Giờ mình sẽ khui ra. Về mà mắm nêm này á, mình pha rất là dễ. Đây, nghe cái ga nó này cả nhà ơi, thơm quá, đã quá à. Giờ mình sẽ chế ra. Trời ơi, của cá kìa. Ui. Đây, Thái chế ra là thấy đủ ăn một mình thôi. Thì còn lại là mình giữ lại trong chai nha cả nhà, cả nhà. Thái sợ bị văng á cho nên Thái sẽ bóp lên. Cái chai này đó là Thái thay đổi là cái nhựa tốt nhất như chai nước mắm vậy đó, là nó sẽ không có bị nổ. Đây. Cả nhà thấy chén mắm mà Thái đổ ra không? Đấy, một chai 45.000, nếu như ăn khoảng 1-2 người thì mình ăn được mấy lần. Còn ăn tầm 5 người thì mình đổ hết cả chai nghe. Con cá nè. Nhìn mê ha cả nhà. Thì cách pha mình có thể là cho thêm tỏi và ớt. Thì ở đây thì Thái sẽ cho thêm tỏi, ớt là Thái không có ăn cay được, cho nên là Thái không có cho thêm ớt nha cả nhà. À, Thái cho thêm tỏi. Nếu cả nhà mình không ăn tỏi được thì mình cũng không cần cho tỏi vào, nhưng Thái thích ăn tỏi. Và nên cho đường nha, không cho đường là mặn lắm đó. Đây. Không, mình bậy rồi. Đầu mình nêm nếm, khi mà càng quậy là cái mùi nó thơm mà thơm nồng lắm cả nhà, đã lắm, nồng nàn. Mình ăn chua thì mình nặn thêm miếng chanh nha, nặn chanh vô sẽ ngon hơn nhiều. Hoặc là mình bằm xoài, bằm thơm, bằm xoài bằm thơm thì sẽ ngon hơn nữa. Đó, đậm đặc chưa. Tiếp theo là mình sẽ nêm nếm. Chén này Thái ăn nên Thái tự nêm luôn. Tuyệt vời đó. Nhưng mà Thái muốn chua thêm một xíu nữa cho nó ngon. Bỏ xoài vô là ngon nhất nha. Xoài mà xoài mũ ở quê á là chua á, ngon. Dạ. Thì giờ Thái sẽ chấm với lại là thịt luộc. Đây, mời cả nhà nha. Thì món thịt ba chỉ ở quê gửi vào ngon quá. Wow. Cảm giác khó tả lắm. Ngon. Ăn mà đúng cái loại nước mắm mà mình thích á, nó ngon mà nó đã lắm cả nhà. Rồi mình sẽ cuốn. Nếu mà ăn chung với lại bánh tráng Bình Định hoặc là bánh tráng của quê Thái á, thì ngon hơn nhiều. Nhưng mà ở đây mình không có, thì đi mua nha cả nhà. Đây, dầu vào. Đây, dạ. Thịt ngon ghê á. Ăn có mấy lát thịt mà béo. Ba rọi này đúng là ba rọi, cực ngon luôn. Wow.
chấm nè. Có chả giang vào cái giòn tan đó nha. Tuyệt vời. Nó là chai mắm nêm nè, rất là ngon. Cả nhà nên nên thử nha, nên thử, ngon lắm. À, cái lát thịt này á, nãy giờ thấy khen ngon á, là lần đầu tiên thấy Thái mua luôn. Thái mua thịt, thịt này là quê của bà chị Đắk Lắk, ăn rất ngon. Chả giam chiên giòn đúng ngon. Đậm, bên trong là thịt với tôm, tôm to nha. Chả giam thì mình sẽ chia làm 4 loại, là một phần là chả ram không có tôm, một phần là tôm nhỏ và tôm vừa, còn đây là tôm lớn. Ăn tôm lớn thì nó mới ngon cả nhà. Nếu như mà cả nhà thuộc người miền Trung của Bình Định á, Quy Nhơn thì cả nhà chắc hẳn là đã từng ăn chả chả ram này rồi. Nó hương vị rất là dễ ăn, còn ngon nữa. Đỉnh đó. Mấy nay được cô chú ủng hộ xá Tùng Khô nhiều lắm, được các chị từ các nước ngoài nữa điện về là Thái ơi nhớ gửi cho chị xá Sùng để đó người thân chị tháng 6 tháng 7 này qua, để qua đây chị nấu nước lèo, chị nấu phở, chị nấu bánh canh. À, lâu lâu mà trời lại lạnh á, có tiết rơi á thì nướng nướng nhâm nhâm. À, chị nói là xá Sùng này chị đã từng ăn rồi, là xá Sùng ăn á là nó dai mà càng nhai là càng ngọt. Nên là nhưng mà lần đầu quê Thái mà mới vô mùa á thì giá nó cao. Bây giờ là vô mùa luôn rồi, vô mùa luôn rồi nên là giá hạ tới 1 triệu một ký luôn. À, với cái cô chú mà ở xa mà mua xá Sùng á thì đặt trước em Thái. À, em Thái giữ để kho đông đó, khi nào đi thì nói em Thái gửi nha. Tại vì xá Sùng chỉ được mùa có 2 tháng thôi cả nhà. Mà giá trị xá Sùng cao mấy triệu một ký á nên em cũng không có chữ nhiều, không có vốn cả nhà ơi. Ngon ghê. Món chén mỏng rất à. Làm ly nước sâm mát, cái này nấu từ rong biển của nhà Thái phơi, ngon lắm. Đã. Giờ làm thêm cuốn thứ 3, thứ 4 rồi cả nhà ơi. Nè. Hello. Anh ba đi đâu mới về vậy? Nãy tìm không thấy. Một phê. Một phê. Vô ngồi ăn thịt heo luôn. Thịt heo mua trên Đắk Lắk về nè, ngon lắm. Dạ. À, phải nhường xăng cho anh ba. Đói bụng nữa chứ. Đói bụng, đói bụng, đói bụng. Vô luôn anh ơi. À, chào cả nhà. Anh ba mới từ quê, từ quê vào. Để em làm chén khác cho anh. Cái này chén của em. Em phải ăn hết chén này để em. Giờ em sẽ làm cho anh. Nắng mà nóng. Anh thấy vô Sài Gòn sao? Ngộp thở luôn. Nóng. Nóng chạy vô quán ngồi nữa ha. Ô kéo một cái vậy. Trời ơi. Y bài luôn. Nhấc cái nách luôn. Lấy nước mát nữa. Lấy nước mát nữa. Đây em cho đường. Trời đường trộn lên chứ ha. Gà chanh nữa.
Đồ cái đây mà tàu mưa vậy à? Ừ, cái đây tàu mưa ăn đã. Tàu nóng này ăn cũng đã, nhưng mà ăn buổi chiều mới đã. Ăn buổi chiều mát mát như thế này thì mới đã cả nhà. Mới uống được về về đó bụng nó gặp cái này nó thôi ăn no luôn làm nữa. Nếu mà mình ăn buổi trưa thì hơi nóng lực nghe. Buổi chiều mà cũng đã chảy mồ hôi rồi. Mỡ rồi. Thịt trên Đắk Lắk á. Nghe hả? Ngon. Thịt này phải nói là bá cháy luôn. Dông đợt ba phơi này. À, dông biển. Dông biển này á tới mùa như 10.000 ký khô, 10.000 một ký khô chắc nấu uống cũng cả tháng á, tại vì mình lấy một nắm nhỏ à. Vô. Ngon. Mật để uống nước này nó mát người. Mời cả nhà ăn nha. Tí anh cuốn chả ram vô ăn. Ngon. Bây giờ đi biển qua đó có không anh ba? Cái này y trò dí không? Ít. Sao em thấy anh ba một bữa điện vô mà thấy trăm người gì đâu mà nhiều như bị gì bị ép hả? À, lần nó tháng này nó ấm á, nó để ép nước. Ừ. Là hình như là gọi là áp suất đúng không ta? À, nước sâu đó. Nước sâu. Ủa mình lặn là bao thường là bao nhiêu, nước độ sâu là bao nhiêu mét? Mười mấy mét. Rồi có khi là tháng này ra không dám lặn nước hai mấy mét không? Cỡ tầm 15 mét đổ lại à. Ủa tháng này mùa hè mà sao nước lạnh ta? Ấm. Ủa nước ấm là bị hả? Ừ, ấm mới mới bị. Ủa nước lạnh là phải uống nước mắm nhỉ? Nước lạnh thôi chứ nước mắm ngàn năm á. Là nghe nói là nước lạnh là phải uống và một ít là đi xuống biển anh ha. Ừ. Tính ra bữa điện anh ba hỏi là trong đó có cái gì phụ không? Em thấy nói là mấy nay em biết lên clip hay sao quý cô chú với anh chị mua nước mắm nhà mình hơi ít. Sao anh nói tưởng nhiều anh vô đây anh phụ mấy ngày chứ đi biển mà con trăm mấy hai trăm ngàn đó vậy bị ép nên bữa anh bị ép cái tay không cảm giác tê ăn với bụng bay rồi lấy cái khác đi anh bỏ cái này. Cái này là chị ba chiên này cả nhà, là chị ba tiết kiệm dầu. Hồi trưa là nhà Thái đã ăn rồi, là Thái ăn một vỉ rồi, là chiên lên cái nó bị hơi đen là dính cái dầu cũ á. Chả giòn ăn giòn. Chả giòn mà mình ăn ngon. Mấy năm trước là anh đã ăn rồi chứ? Ừ, ăn rồi. Tại vì cái món này là Thái bán rất là lâu rồi, cực kỳ lâu luôn rồi. Nhưng mà đây là mới bán lẻ, còn ngày xưa là bán sỉ món này lâu lắm rồi. Đây hồi đó anh ăn hoài mà. Dạ được cô em gái bán hải sản nên ăn hoài. Anh ăn tay trái hả? Cái tay phải. Phải. Tay phải. Mà xích vô. Ăn cho dễ. Ừ, cà em lấy trang trí anh ăn luôn hả? Cà chấm mắm nêm ăn sao ta? Ngon. Đồ này có cà ăn ngọt ơ. Hay à. Ngày xưa thấy người ta ăn cà với cơm nữa. Cà chua trộn lên với cơm với giá. Cà đây đó, người ta mua về là ta tụng với nước sôi, ta lột vỏ ra, ta xay ra uống. Xay rồi. Cà. Giờ mới có mấy cái luồng gió nó mát cả nhà. Ở đây á, cái gió nó rất là khác ở sau ấy quê. Ở quê Thái á, nắng cũng nắng lắm. Nhưng mà nhờ có gió biển nên là cũng đỡ. Mà vô đây á, vô Sài Gòn, Thái được vô Sài Gòn được một tuần rồi. Thì là cái nóng và cái nắng của Sài Gòn á, hình như là nó phải nói là nó khó tả. Anh cũng tục với áp luôn á. Tư hả? Ừ. Được phòng mở mới lạnh luôn. Nằm ôm đó luôn à, nhưng giờ nóng quá. Mà nó nóng mà cái kiểu mà nóng đốt á, nóng đốt cháy á. Nó phải là nóng mà nóng gió. Ô. Ngon đã. Ngon ha. Ơi. Đỉnh luôn á. Nhúng gì quá nhão không? Nói đói bụng ăn cái gì cũng ngon. Anh về đúng lúc đây. Tại vì cả nhà biết sao không? Video clip trước á, đang quay á, cái ánh sáng rất là đẹp. Tự nhiên tới khúc cuối á, nó ngã chiều xuống á. Cái này.
Không, cái nó đi vô màu ấy nó bị xấu, à. Bị xấu video. Cho nên là em tranh thủ là xong lúc này em quay lúc đó luôn. Nhìn qua nhìn lại không thấy anh ba đâu. Cà phê trong này nhiêu ly anh? 24.000. Gấp đôi hả? Gấp đôi người quê hả? 24.000 mà uống mà say luôn á. Nguyên chất á. Cà phê chất pha bằng máy. Mình lại ngồi quán cạnh sông á, cũng mát. Quán bờ sông luôn đúng không? Ừ. Quán đó chồng em hay ra câu cá. Ừ, cũng có người câu cá. Ừ. Được cái khu đây á là công viên này cả nhà. Thứ hai nữa lâu lâu á đoàn làm phim tới quay nhiều lắm. Bữa nào em thấy xin vô quay. Hay. Cũng hay. Ngoan non cả nhà, quán cơm. Ôi, ở trong có con tôm to. Bỏ cá vô. Hai miếng thịt heo ngon ha. Bỏ cá vô luôn á. Cá này ăn ngon lắm nha, mặn mặn ngon lắm. Nói chung mình dân biển á, mình biết ăn. Có nhiều lúc có người nhiều người ta không biết ăn. Của mình dân biển thôi mình khỏi nói luôn với cái nách. Nhưng mà cái này thôi. Mà anh biết không, nhưng mà có nhiều quý cô chú với anh chị mà mua hàng ở Thái Nhập Biển, mắm nêm á, nói lại mắm nhỉ á, hầu như toàn là những cô chú biết ăn thôi, biết về sức khỏe thôi. Mắm nêm á, điện hỏi đó, Thái ơi, mắm nêm có con cá không? Có con cá thì chú mới mua, mà không có con cá là không mua. Đúng rồi. Tại vì trên thị trường mà về nước mắm hoặc là mắm cái á, thì là sẽ có loại mắm nêm là không có con cá là xay nhuyễn. Nghĩa là người ta đã pha rồi người ta làm hết, đổi ra ăn thôi. Thì những cái đó thì Thái không có bán. Thái chỉ bán những cái loại mà Thái cảm thấy ngon, mà là ngon nhất với Thái. Nhưng mà sau khảo sát và 2 tháng bán ra thị trường thì là bán nước mắm và mắm cái này cũng đã trên 2-3 ngàn chai rồi. Thì Thái thấy là quý cô chú mua mới cũng như là quay trở lại mua thành khách cũ rất là nhiều. Phải nói là hơn 70%. Còn 30% đó là những khách là mua, thứ nhất là ủng hộ Thái lần đầu tiên nè. Thứ hai nữa là chưa có quen được cái mùi vị truyền thống. Tại vì mùi vị truyền thống á, có mùi đặc trưng và mùi thơm. Và Thái cũng đã kiểm nghiệm rồi. Kiểm nghiệm ra hả, tự Thái rất là mừng. Nằm trong đặc biệt luôn, nước mắm đặc biệt luôn. Là hàm lượng nitơ tổng, axit amin, rồi độ mặn, rồi muối, nói chung là ok hết. Đó, cả nhà kiểm nghiệm thôi cả nhà, kiểm nghiệm để có giấy tờ cho cả nhà yên tâm. Đối với những cô chú, anh chị mà lấy sỉ bán á, nên cả nhà yên tâm nha. Ừ, thơm không? Mắm nêm có thơm ăn luôn á. Rồi, do nó thơm nó hơi ngọt nên em là biến bầm. Nãy em cắt ra thử em ăn nó ngọt. Cắn luôn đã. Có xài chua á. Mày ăn rau nhiều quá đỡ ngán. Mày có bún ăn không? Bún mắm nêm. Ừ. Có anh kia ngoài Hải Phòng mua này về bán. Mua mình á, về bán bún mắm nêm. Bún á. Dạ bún ngon. Hết ly nước sâm luôn. Sâm á. À. Sâm mai uống tàu mùa này uống sâm mát. Sáng em nấu với lá dứa với đường phèn. Ngon. Dòng đây mà mới ăn dòng biển á, biết á, rồi lấy về phân. Mà rẻ lắm. Một ký là nộm khoảng 10.000, 11.000, có khi 8.000, khô á cả nhà. Rồi về cái cơ sở người ta làm sạch lại. Mình về mình rửa sạch, mình nấu. Uống ngon, mát. Thì mấy dân nghề tụi anh á, thì biển lại sáng ra gặp dòng tụi á, cũng vớt lên, mà anh phơ. Hả? À, phơ về nấu cho gia đình uống. Những cái dông già hả ha? Ừ, cái lớn thì không có dụng á. Già, ngon.
nấu uống ngon hết, nó mát, nó giống như nước sâm bình thường á, như nước đắp từ thanh luôn à. Ngon mà. Giờ này em Thái sẽ kết thúc video tại đây, tại vì trời cũng sẽ càng sắp chiều xuống rồi, và anh ba đấy giờ ăn cũng phải trên chục cuốn rồi đó, cho nên là để rủ chị ba cùng với má vào ăn chung luôn. Thì hy vọng với cô chú, với anh chị luôn ủng hộ kênh Thái Nhà Biển. Hãy cho em Thái một nút like và nút chia sẻ kênh. Và nhớ nhấp đăng ký kênh thông báo để theo dõi những video mới nhất của Thái nha. Cả nhà ủng hộ hải sản khô, hải sản tươi, hải sản đông lạnh, và cũng như hải sản sống, nước mắm nhĩ, mắm cái, hãy alo Thái với số like là 0938 280121. Nhờ Thái và anh ba, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Bye cả nhà.